Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo VN và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, về cái chuyện đồng tâm thì dư luận xôn xao thì hôm trước chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị rồi. Lại là chúng tôi không có nói thêm nữa. Nhưng mà có một vài cái chi tiết nhỏ nhỏ là như thế này. Theo Hoàng Tuấn thì khi ở trong nước á, người ta tổ chức lễ tang cho ba người công an và người ta phong danh tặng hiệu, tặng huân chương, tất cả các thứ, tức là người ta vinh danh á. Thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ những công việc đó đó là người ta làm nhục cho ba người đó chứ không phải là người ta vinh danh. Bởi vì anh cứ nghĩ đi, sau này con cháu của ba người đó nó hỏi chứ thế rồi ngày xưa ông tại sao mất, bố tại sao mất, hy sinh cho cái gì? Thì dĩ nhiên người dân đồng tâm người ta vẫn còn con cháu chứ. Rồi người ta nói đâu hy sinh gì đâu, vì vụ cướp đất của người ta bị té xuống giếng chết. Cho nên cái đó đó là thưa quý vị, người ta chỉ làm cái việc mà vinh danh ba người công an đó là một cái trò thôi để mà che giấu cái tội ác của nhà cầm quyền và của Đảng Cộng sản. Chứ còn cái việc đó chúng tôi nghĩ là người ta làm nhục đó. Thì không chứ chả vinh danh gì cả. Đó. Và thưa quý vị, Cộng sản rất sợ về tự do báo chí, cho nên là tối ngày cứ lo về cái vụ an ninh mạng. Là bởi vì sao? Chúng tôi những ngày qua ở trên Facebook và trên mạng đó có nhiều cái chuyện nó cũng ngộ ngộ. Người ta đưa cái hình ra và người ta có một cái câu như thế này: ngày xưa té giếng là khùng, bây giờ té giếng là anh hùng quốc gia. Thưa quý vị, chúng tôi nói như vậy không phải để xúc phạm những người chết, nhưng mà chúng tôi muốn nói về cái chuyện mà cái trò mà nó trơ trẽn của nhà cầm quyền. Và người ta đưa một cái hình như thế này: mỗi lãnh đạo đều có quyền tự hào và thành tích của mình. Thì ông Bush, ông Tổng thống Bush thì ông nói là tôi đã giết được Saddam Hussein. Ông Obama thì nói là tôi đã giết được Osama Bin Laden. Ông Trump thì nói là tôi đã giết được Soleimani. Thì tới hình Nguyễn Phú Trọng, tao đã giết được cụ Lê Đình Kình. Thưa quý vị, ba tay kia đó là khủng bố. Còn ông Lê Đình Kình á, ông là đảng viên, ông viên 57 tuổi đảng. Thì Nguyễn Phú Trọng, để hình Nguyễn Phú Trọng, cụ Lê Đình Kình là do chính tao giết. Thì quý vị, cái điều đó nó xấu hổ vô cùng, nó rất là xấu. Thôi cái chuyện mà đối với cái bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Việt Nam thì bây giờ quý vị cứ xem báo thôi ha. Khi nói về vụ đồng tâm là thấy cái nói quanh quanh co co là chúng ta biết rồi. Rồi bây giờ thì chúng tôi xin nói qua một chuyện khác. Về cái vụ đồng tâm thì hôm trước anh Nguyên Khôi có nói về báo chí đó. Không có ai mà có một cái bài báo riêng của mình cả. Nói thì cách nói trong nước là đi tác nghiệp, mà chỉ lấy lại thông tin từ bên công an. Chẳng hạn như ít nhất vào tường trình coi cái sau khi sự kiện nó xảy ra như vậy thì như thế nào, thiệt hại bên làm sao, có một số chụp hình chụp mình chụp, tự báo mình chụp rồi mình đăng lên, rồi mình tin tức mình phỏng vấn hai bên coi làm sao, bên người thân nhân của người chết bên này, thân nhân của người chết bên kia, hoặc là phỏng vấn công an nói gì không có. Nhưng mà ông Phúc nhá, ông Nguyễn Du Phúc á, thì ngày 15 tháng 1, rồi ban tổ chức trung ương tổ chức lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải búa liềm vàng lần thứ tư năm 2019. Đó. Thì ông Nguyễn Du Phúc nói như thế này nè: tôi mong muốn từng nhà báo, từng người làm báo phải không ngừng rèn luyện, kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, luôn ý thức rõ và nêu cao trách nhiệm cao quý của mình trước đảng, trước nhân dân và toàn xã hội. Đấy, nói về vai trò nhà báo kinh khủng. Mà cái chuyện như đồng tâm thì không. Nhưng mà anh nếu mà anh nghe kỹ thì ông nói như vậy tức là gì? Tức là phải giữ vững lập trường của mình, làm tôi mọi cho đảng, theo cái đường lối tuyên truyền của đảng, rõ ràng như vậy trong cái câu đó phải không, hiểu là phần đầu chưa rõ, phần này nó mới rõ nè. Theo Thủ tướng, người làm báo cần chú trọng nêu bật những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt việc tốt, những cá nhân tiêu biểu, phát hiện giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong công tác xây dựng đảng. Ngoài ra, báo chí cần đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chạy chức chạy quyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phản động. Thì làm tôi gọi cho đảng rõ ràng. Đúng rồi, các phần tử cơ hội bất mãn chính trị, nhất là khi đại hội các cấp và đại hội lần thứ 13 của đảng đang tới gần. Tức là người ta chỉ nêu về cái chuyện là chế độ và đảng thôi, chứ không phải là quê hương đất nước. Cái chuyện rõ ràng đây là Thủ tướng nói nha, chứ không phải chúng tôi xuyên tạc. Đứa nào mà nói dư luận viên mà bảo rằng là
ông Nguyên Khôi với ông Hoàng Tuấn xuyên tạc đứng trước mặt là tôi vả một cái là rớt ông còn cái răng. nhưng mà bởi vì báo nhà nước nói rõ ràng, ví dụ Nguyễn Phú Trọng ông tổng bí thư với trong cái vai trò là tổng bí thư đảng, ông nói câu đó là cái kia đó mình nghe mình còn chấp nhận tổng đảng mà nhưng mà nói chuyện ông cao tục đảng của ông, nhưng còn đây chính phủ là cái phương diện khác. Đấy, vấn đề điều hành đất nước khác nó là như vậy, mà cũng đảng suốt ngày đảng thế quý vị thôi giờ mình nói chuyện khác mà ngoài chuyện đảng không. Mà búa liềm vàng, tức là cái đảng này nó có búa và liềm, tức là lúc nào nó là búa đập đầu liềm cắt cổ. Cho nên cái chủ nghĩa là chủ nghĩa Mác Lê, tức là nó mát với Lữ Lê nè. Chuyện nó kinh khủng lắm. Rồi mời anh nói chuyện khác ngoài rồi. Chuyện đảng nữa không? Nhưng mà anh hễ mà anh nói về cái chuyện mà xảy ra Việt Nam, những cái chuyện mà xấu xa thì mà anh không nói tới đảng là không được, bởi vì nó từ đảng mà ra mà. Chuyện này thì như trong cái bài báo này không có nói tới đảng. Nhưng mà mình phải ngầm hiểu là dưới sự lãnh đạo tài sáng suốt và tài tình của đảng, anh phải hiểu như thế. Mời anh. Mà cái này nó cũng không có, nó có vẻ như là không có chuyện gì xấu xa trong này. Rồi thì anh thử thì anh đọc thử. Đây là báo Tiền Phong. Dự thảo một số thông tư mới của Bộ Công an. Người dân được quay phim chụp hình cảnh sát giao thông. Bộ Công an vừa dự thảo thông tư lần 3 thay thế thông tư 54/2009 TT-BCA về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an ninh an toàn giao thông. Theo đó thì người dân sẽ có quyền ghi hình ảnh, ghi âm hoạt động tuần tra xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông. Thứ nhất là mình phải nói là trong cái tin này không có đảng nha. Thứ hai là kỳ này là các mình nghĩ rằng là các đồng chí công an thì sẽ tôi nghĩ là như vậy thôi, sẽ chỉnh tề hơn trong cái vấn đề quân phục và cảnh phục, bởi vì người ta quay phim chụp hình rồi chắc là cũng chăm chút hơn cho cái gương mặt của mình, chắc phải cười lên cười lên cười thường xuyên rồi chắc đầu tóc rồi cái tóc tai cũng phải chải cho nó gọn gàng hơn rồi. Mà nói theo kiểu mà ở ngoài Bắc là và lúc nào phải cười rất là tích cực. Thưa quý vị, cái chuyện này nó xảy ra bao nhiêu năm trước đây, bao nhiêu người dân đã bị công an, cảnh sát bị cầm tù, đánh đập rồi cầm tù. Có những người có cả phóng viên nhà báo nữa cũng chỉ vì mà đi mà chụp hình, quay phim như thế này mà nghĩa là bị chúng rượt đuổi, có đánh, thoát thân được thì sưng mặt hết. Mà thưa quý vị, bây giờ thì quay ngược 180 độ, nói là cho người dân được quay phim chụp hình cảnh sát giao thông. Lý do là tại vì nó rõ ràng quá, thưa quý vị. Nó lộ liễu quá, không thể che giấu được nữa. Và ai người ta cũng thắc mắc. Người ta thắc mắc chỉ có một điều thôi. Tại sao là cấm? Dân trong nước người ta cũng thắc mắc chứ. Cái anh mình đàng hoàng lúc nào, năm nào cũng là thành tích, cũng đạt hết cái này, đạt hết cái kia. Chuyện rất là tốt, lực lượng cảnh sát giao thông nữa mà chỉ coi báo công an không, mà sẽ thấy đây là một cái lớp người, một cái nhóm người kiểu mẫu của một cái xã hội tuyệt vời. Lúc nào cũng lo bảo vệ đảng trước ha, bảo vệ nhân dân ha, một lòng với nhân dân, cái gì cũng nhân dân ấy, tốt đẹp quá. Không mà bảo, sao bảo vệ đảng thì không bảo vệ nhân dân được anh. Thì vì đảng nó hại dân. Không, mà. báo thành nó vậy. Tôi bảo đọc báo mình cứ đọc báo mình hay nghe đài thì mình cứ thấy như vậy hết. Mà nếu mà tất cả những người họ đều tốt như vậy, họ đều đẹp như vậy, họ là những chuyện tích cực như vậy, mà lại cấm không cho chụp hình và quay phim thì làm sao? Bên Mỹ này thì cảnh sát có cả một cái máy quay body phim, camera, camera gắn trong người. Thôi bây giờ mấy ông cũng muốn gắn cái đó, hình như mấy ông có một số người cũng gắn cái đó, nhưng mà không biết lúc nào nó on, nó off, hay lúc nó cần thâu, nó không thâu nó thì để cho dân quay cho chắc ăn. Để dân quay cho chắc ăn. Thì vâng, ý thế là đầu năm thì mình đọc cái tin này mình cũng thấy vui. Hy vọng năm nay thì các anh các chị công an ở trong nước, anh chị nhất là những anh chị ở bên giao thông bên ngoài đấy, thì anh chị là cũng lịch sự hơn, đẹp đẽ hơn, các anh thì đẹp trai hơn, các chị sẽ đẹp gái hơn. Dạ vâng. Và khi mà đồng bào trong nước quay ấy, phải để ý nha, quay dùng mấy cái túi chẳng hạn, như bây giờ nếu mà chẳng hạn như bây giờ đúng 8 giờ sáng mà mình thấy cái túi nó thẳng, nó mới giờ làm việc ấy, bắt đầu giờ làm việc ấy mà túi nó thẳng, mà sau đó từ 9 giờ đấy mà túi nó hơi phồng lên ấy, đồng bào nhớ dùng quay dùng mấy cái đó, để ý dùng mấy cái đó, dùng nhờ cái túi nó dày hơn, nó cũng là nói cái trách nhiệm của người làm việc nó có vẻ có chu toàn trách nhiệm công việc của mình, bổn phận của mình hơn. Chúc mừng lực lượng công an nó có nhiều giấy tờ, kỳ này các anh sẽ lên phim nhiều, làm tài tử nhiều, phải không ạ?
Thưa quý vị, đã có một cái chuyện rất là đau lòng xảy ra ở Hà Nội, ngay thủ đô nhé. Và ngay cả cán bộ cao cấp của nhà nước, bên Quốc hội, đại biểu Quốc hội, rồi thứ trưởng nói chuyện bên văn hóa, chứ không phải là chúng tôi nói. Quản lý nhà nước ở đâu để có cả đường dây đưa học sinh đi bán trinh, học sinh cấp 2 ở Ba Vì, Hà Nội, làm việc với các cơ quan trong chương trình giám sát tối cao về vấn nạn xâm hại trẻ em. Nhắc tới vụ việc mới nhất xảy ra về một loạt nữ sinh 14-15 tuổi bị lôi kéo bán trinh tại Ba Vì, Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu truy vấn trách nhiệm của các cơ quan. Thì Phó Chủ tịch Quốc hội hỏi chứ là quản lý nhà nước ở đâu? Thưa quý vị, cái chuyện mà... Trời ơi, kinh hoàng quá. Mà cấp 2, học trò cấp 2 nó khốn nạn chỗ đó. Và bây giờ người này hỏi rằng là cái quản lý nhà nước ở đâu? Thưa quý vị, nó có quản lý đâu? Nó nghe Hà Nội, nó chỉ là tham nhũng nè, nó hối lộ nè, kiếm tiền, nó xây biệt phủ nè, nó lo, nó kéo bè, kéo đảng, kéo phe cánh để nó đi cướp đất của dân. Chứ còn thưa quý vị, từ lúc mà thống nhất đất nước tới giờ là 44-45 năm, từ lúc có đảng tới giờ là gần cả một thế kỷ rồi, mà ngay tại thủ đô Hà Nội, chứ không phải là ở miền Nam, nơi mà còn bảo là nó còn cái tàn tích của Mỹ Ngụy. Không, miền Nam không có cái đó. Tôi nói nếu mà đổ thừa, ngay tại Hà Nội. Thưa quý vị, cái vấn đề này nó không có đơn giản như vậy được. Cái này là Phó Chủ tịch Quốc hội thở dài. Xã hội nó đi xuống đến cái mức hôm như vậy. Qua tôi xem thời sự còn có đường dây đưa học sinh đi làm những việc như vậy. Vậy quản lý nhà nước, quản lý học sinh thế nào? Tôi nêu ví dụ đó để thấy vấn đề không đơn giản tại rất nhiều cuộc làm việc. Tôi vẫn nói con số báo cáo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thưa quý vị, với cái chuyện này, những cái đứa mà nó nằm trong đường dây này đó, chúng tôi nghĩ là ít nhất là phải xử tử. Chứ không thể nào như vậy được. Mà trong bài báo chi tiết, thưa quý vị, rất là đau lòng. Cứ mỗi lần đưa đi như vậy đó thì lấy khoảng mấy triệu đồng, mỗi em chỉ được lấy 500.000 thôi, cái phần còn lại là của Tú Bà và cái đám mà nó trong đường dây mà nó đưa các em đi. Nhưng mà cái ông Lưu này, ông Lưu nêu cái vấn đề ra hay cái chỗ ông đặt cái trách nhiệm rồi, đặt cái vấn đề là cái trách nhiệm của những người điều hành đất nước, những người điều hành ở đâu, kiểm soát ở đâu mà để cái chuyện này nó xảy ra. Và chắc là cái chuyện này nó xảy ra lâu rồi, quản lý cũng tức là điều hành á. Thì những cái đó họ làm gì? Thì tôi nói nó ăn hại đá nát, nó có làm gì đâu. Thì bây giờ cái sự việc Đồng Tâm là anh thấy nó kéo đi tới 3.000 người. Nó huy động cái lực lượng như thế. Trong khi đó lực lượng như thế để đi bắt cái đám này nè. Bắt cái đám mà nó làm cái việc khốn nạn như thế này nè. Trong khi đó đi giết dân, đi lấy đất của dân. Thì cái chuyện nó rõ ràng là nhà nước này nó rất là vô tích sự. Và thưa quý vị, khi nói về cái chuyện mà về cái anh nhớ là làng văn hóa, xã văn hóa đó. Thì có ông ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội là Nguyễn Mai Bộ đề nghị là cần nghiêm túc xem xét việc trao danh hiệu gia đình văn hóa, bởi theo ông thì việc này nó quá hình thức và quá tốn kém và lãng phí. Ông nói như thế này, khẳng định việc trao danh hiệu gia đình văn hóa nhiều trường hợp rất phản cảm, trong làng ma túy tràn lan vẫn gắn biển làng văn hóa. Đại biểu Bộ cho biết vừa qua ông đã từ chối nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Những cái này là cái này ngày xưa nó dùng cái chữ tàn dư của Mỹ Ngụy phải không? Cái này là tàn dư của cái thứ mà cộng sản, cái chủ thức cộng sản nó để lại đấy. Không, mà tôi nghĩ như thế này, cái làng văn hóa mà xin lỗi quý vị, nó có ma túy, nó có trộm cắp, nó có địa điểm, vẫn cứ để tên làng văn hóa như thường. Tại sao? Nhưng mà thêm hai chữ nữa là làng văn hóa đồi trụy. Nếu mà đấy là nhiều khi, nhưng mà nếu mà hết sơn á, hết sơn mà nó hết á, cái bảng biểu ngữ đó thì mà nó hết sơn nên đồ trụy, nhiều không đủ biết đồ hai chữ đồ trụy, làng mất văn hóa, vô văn hóa. Chúng tôi xin tạm ngưng phần một của chương trình, đi trở lại thì chúng tôi sẽ có thêm một số cái bài báo khác nữa nói về sự lãnh đạo tài tình của đảng. Điều gì làm cho nước mắm Red Boat đặc biệt hơn tất cả? Tung lưới bắt được những cá cơm thật tươi trên vùng biển sạch nhất tại đảo Phú Quốc. Cá cơm được ướp ngay trên bon tàu để giữ độ tươi. Dùng theo phương cách gia tộc cổ truyền trên 200 năm truyền lại. The idea very much resembles like extra virgin olive oil, where the olives are pressed and you get the first pressing, which is kind of a hallmark of olive oil and fish sauce. Nguyên chất tinh khiết chỉ với hai thành phần chính là nước mắm nhĩ duy nhất được nhập khẩu tại Hoa Kỳ qua chấp thuận PTO. Với độ đạm đến 40%, Red Boat Fish Sauce là nước mắm nhĩ duy nhất cho mọi bữa ăn trong gia đình.
Eco Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Eco Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì nói về cái chuyện mà làng văn hóa, xã văn hóa chúng tôi cũng nhức đầu quá. Mặc dù đã uống thuốc rồi, bây giờ nó cũng muốn ho trở lại nên mệt nguyên côi. Chúng tôi có bài báo của báo Dân Trí, dân trí.com. Nhóm thanh niên chém cảnh sát giao thông vì bị kiểm tra nồng độ cồn. Phát hiện thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn. Tổ tuần tra gồm 4 cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, 3 thanh niên trong nhóm này không chịu xuất trình giấy tờ mà chửi bới tổ công tác. Một đối tượng chạy vào nhà dân gần đó lấy dao chém cảnh sát giao thông. Mới trong phần đầu của chương trình, chúng tôi có nói về cảnh sát giao thông thì chúng tôi thấy cái hình ảnh rất là đẹp để cho người dân, người ta bia được quyền là quay phim chụp hình cảnh sát giao thông khi đang làm công việc. Thì thưa quý vị, bây giờ cái tin này xảy ra đó, thì quý vị thấy không, nếu mà cái chuyện này nó có lệnh sớm hơn á, có người đứng đó mà lúc nào cũng là sẵn sàng mà quay phim chụp hình cái cảnh mà các chiến sĩ giao thông, cảnh sát giao thông của mình mà làm việc, thì nhiều khi cái bọn xấu này, cái bọn say xỉn này chắc nó không dám làm bậy nhỉ, tại vì nó làm bậy là có người quay phim chụp hình nó sẵn sàng vào, cho nên là mình làm sớm thì đỡ rồi, làm sớm đỡ những cái chuyện đó xảy ra rồi. Nhưng mà thưa anh á, xin lỗi, xin hơi lấn sân tí xíu là cái vụ này đó thì không cần phải kiểm tra độ cồn, tôi biết độ cồn thì nó nhiều lắm, sao anh biết được, nó bắt vào nó chém cần kiểm tra gì nữa, không cần kiểm tra mà biết là cái độ cồn nó cao, rất là cao. Mà sao tôi thấy là người ta có hình ảnh, báo này có hình ảnh đó, mấy cái anh thanh niên đó là bị còng tay, ngồi chắc ngồi trong đồn công an đăng khai báo các thứ, rồi tay thì bị còng, nhưng mà mặt mũi anh ạ, nó rất là có vẻ là tươi tình thoải mái, không có gì nó lo lắng cả, và cũng bình thường.
Còn tôi thấy, tôi nghe nói, tôi chưa thấy, nhưng nghe nói là những người con của cụ Lê Đình Kình ấy, mà khi mà đưa lên trên truyền hình ấy, đài VTV họ chiếu lại cái cảnh mà mấy anh ấy mà khai mà nhận tội đó, nhận tội, mặt anh nào cũng sưng phù, bị tím bầm hết chỗ này chỗ kia, mặt thì mặt mũi thì sưng phù lên, tại sao vậy, kỳ vậy? Là bởi vì chống đối người thi hành công vụ đó. Như tôi nói về quý vị muốn hiểu ra hiểu. Tại vì chống đối người thi hành công vụ cho nên nó mới có xảy ra sự. Nó là chém người thi hành công vụ thì nó vào đấy là ngồi cười trong này làm sao? Còn chống đối thì lại nó phải. Tại vì mấy anh này nó nồng độ cồn nó cao, người kia không có, người kia không có nồng độ cồn. Nhưng quý vị bây giờ trở lại cái chuyện mà cái vụ Đồng Tâm đó thì chúng ta cũng biết là quốc phòng, quốc phòng tức là phải bảo vệ cho dân, mà việc quốc phòng đó, mà lại đi giết dân, mà lại giết cả đảng viên nữa, nên rõ ràng ai cũng thấy ha. Rồi có một cái bài báo nó là điểm tựa cho ngư dân bám biển gìn giữ máu thịt của đất mẹ Việt Nam, thì cái bài báo này nói về như thế này. Đến với các âu tàu làng chài ở huyện đảo Trường Sa là đến với những ngôi nhà chung giữ biển, tại đó ngư dân được khám chữa bệnh miễn phí, tàu được sửa chữa, được cấp nước ngọt miễn phí và cung cấp nhiên liệu lương thực thực phẩm. Đó là người ta nói về những người dân mà ngư dân đó đã được sự hỗ trợ của hải quân. Ví dụ như là người ta có bài báo rất là dài, ý người ta muốn nói rằng là những người dân nhiều khi đi làm việc vất vả đó anh, là gặp những cái chuyện mà trắc trở ngoài biển đó, thì được hải quân giúp đỡ. Và trong này người ta nói về cái chuyện bị bệnh nữa. Có một anh nói như thế này là tụi em mỗi lần ra khơi đánh bắt hải sản đều chuẩn bị kỹ càng cho hành trình dài ngày trên biển, những thứ thiết yếu, nhưng mà nhiều khi bệnh đó anh, trong những trường hợp bất ngờ thì không có thể nào mà biết trước được, ví như là có một anh đã nói là anh bị bệnh trĩ nhưng cũng không có thời gian đi khám điều trị dứt điểm, qua nhiều ngày lên trên biển thì điều kiện sinh hoạt thiếu thốn thì cái bệnh nó phát nó nặng hơn, thì đau quá không biết làm thế nào, với trên tàu không có thuốc, nhưng mà sau đó thì gặp được anh em cán bộ chiến sĩ hải quân có niềm vui nào bằng. Tức là cái điều này rất là tốt là hải quân đi lên trên biển và giúp đỡ cho ngư dân của mình trong trường hợp mà bệnh hoạn mang vô chữa bệnh hoặc là bị những khó khăn vân vân. Thì cái điều này nó không có gì xấu cả, nó rất là tốt đó. Nhưng mà chúng tôi chỉ thắc mắc như thế này, tức là cái người này, những người này ta nói là tụi em rất là yên tâm đánh bắt cá, cũng như góp phần vào việc giữ gìn biển đảo tổ quốc, đất đai hương hỏa của ông cha, bởi vì nhờ sự giúp đỡ của hải quân như thế. Nhưng mà chúng tôi thắc mắc như thế này, tức là khi mà bị đau bụng, đau đầu, hay là anh này bị trĩ, thì có hải quân giúp đỡ. Khi mà tàu hư, thì có hải quân giúp đỡ. Nhưng mà khi mà bị Trung Cộng nó rượt á, mà tại sao không hải quân không giúp đỡ anh? Tôi chỉ thắc mắc chỗ đó thôi. Tại vì cùng chạy. Cùng chạy á, thấy tàu cùng chạy. Mà tàu cá, đánh cá của dân mình, những người dân thường dân á, thì chắc là cái tàu nó yếu. Còn tàu của hải quân máy nó mạnh, nó chạy nhanh hơn. Cho nên không thấy nó vậy. Tức là người ta nói rõ ràng là khi mà bị bệnh hoạn, khi cần sự giúp đỡ, khi gặp rắc rối trên biển, là được giúp đỡ. Rất là vui. Nhưng mà tao không nói tới cái đoạn mà khi gặp tàu Trung Cộng. Đấy, tôi coi rất là cái bài báo dài lắm anh. Cứ đoạn đọc. Tôi nhìn mà không thấy cái chỗ nào nói. Ví dụ như tôi có một lần đi như vậy bị tàu của Trung Cộng nó tàu lạ hiếp cái... hay là tàu lạ nó đánh đâm vào tàu mình, nó đâm vào tàu, nó cướp ngư cụ, thì đã được liên lạc ngay với hải quân và để được giúp đỡ. Mình sao không thấy? Lúc này chỉ nói là bác sĩ Tùng nói là nhiệm vụ thiêng liêng của chúng tôi là tích cực khám chữa bệnh, cấp cứu không chỉ cho cán bộ chiến sĩ, người dân trên đảo mà còn cho cả ngư dân nữa. Tức là lo cho ngư dân. Nhưng mà tôi đọc đi đọc lại tôi thắc mắc là không thấy, ủa sao bao nhiêu năm cái vụ mà tàu lạ đó nó rượt dân mình mà chỉ có mỗi lần xong rồi về là báo cáo, mấy ông làm báo cáo, tương trình mấy ông làm báo cáo và chỉ có hội nghề cá lên tiếng. Mà chúng tôi đọc ra đọc lui thì chỉ có nhấn mạnh cái chỗ là ông này bị trĩ được chữa thôi. Còn cái vật mà bị trĩ thì được chữa, còn cái vụ mà bị tàu lại với Trung Cộng nó rượt nó đánh thì không thấy. Không, hay là báo nó biết bị thiếu. In thiếu. Chắc cái này tôi phải làm việc với ông Nguyễn Xuân Phúc quá. Bởi vì ông nói là báo chí là phải làm nhiệm vụ của đảng. Dạ, mà sao có nhiệm vụ mà cứu dân không thấy. Chỉ có chữa bệnh thì khó. Cũng báo Dân Trí yêu cầu Tổng Giám đốc từ Trung Quốc sang Việt Nam
gỡ rối trong hoặc kép đường sắt Cái Linh Hà Đông. Cát Linh Hà Đông. Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân Trí, trước tình trạng cái này thì là theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân Trí nhá, nó khác với lại cái đồng tâm. Đồng tâm, à, đồng tâm thì là theo nguồn tin chung của Đảng và nhà nước. Trước tình trạng dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông Hà Nội tiếp tục phá sản kế hoạch vận hành, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu đích thân Tổng Giám đốc Cục 6 Đường sắt Trung Quốc phải sang Việt Nam để gỡ các vấn đề của dự án này. Thưa quý vị, cái dự án này sẽ là một cái nhức nhối cho nhà nước, tại vì bao nhiêu năm qua nó cứ phá sản hoài, nó cứ thì là bây giờ nếu anh muốn thì ta đọc thêm một đoạn dưới này. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông bắt đầu được thực hiện từ tháng 10/2011, bây giờ là 2020 rồi nhá. Chín năm. Yeah, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, mà đoạn đường đấy có 13 cây số thôi, bằng vốn vay ODA của Trung Quốc theo hiệp định khung ký ngày 30/5/2008 giữa hai chính phủ Việt Nam Trung Quốc, với chiều dài hơn 13 cây số và 12 nhà ga đi trên cao. Ban đầu dự án đường sắt Cái Linh Hà Đông có kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2017 nhưng lỡ hẹn và phải lùi thời hạn vận hành sang năm 2018. Đến hết năm 2018 thì tình trạng lụt tiến độ đã một lần nữa khiến cho kế hoạch vận hành dự án này bị phá sản. Tổng thầu Trung Quốc hứa hẹn sẽ khai thác vào tháng 4/2019, nhưng tới hết năm thì tuyến đường sắt vẫn không thể đưa vào khai thác do tổng thầu không thực hiện đúng cam kết. Không chỉ bết bát về tiến độ, tư vấn độc lập của Pháp còn đưa ra nhiều khuyến cáo, tại vì bên sau đó thì bên đường sắt họ nhờ một cái tư vấn độc lập của Pháp để tìm hiểu. Thì họ đưa ra nhiều khuyến cáo về sự an toàn của tuyến đường sắt do Trung Quốc thực hiện suốt 10 năm không xong. Trong khi đó, tổng thầu thừa nhận bị mất giấy tờ khi không cung cấp được đầy đủ trong hồ sơ dự án mà tư vấn Pháp yêu cầu. Rồi, tôi có một cái giải pháp rất là nhanh. Ok. Đường sắt Cát Linh chưa hoạt động, nhà ga thành chợ cây cảnh Tết. Tức là người dân sẽ dùng. Thì công an ra cũng dẹp này kia ha. Thì ý kiến người dân, công trình chưa sử dụng thì cho dân họ bán mấy ngày Tết kiếm tí tiền chi tiêu gia đình, có gì đâu mà làm to chuyện. Có người nói thì chưa mở cửa để trống làm cái gì. Cho họ bán có cái mang Tết nhìn cũng đẹp chứ ảnh hưởng gì ai đâu. Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc này cũng rất là tốt, bởi vì sao? Đường sắt Cát Linh chưa hoạt động, nhà ga trở thành chợ cây cảnh Tết, bởi vì có thể nó sẽ không hoạt động. Cái chuyện nó rất là bình thường. Những công trình Việt Nam nó đắp chiếu. Thì thôi bây giờ thay vì cái đường sắt Cát Linh này thì chưa biết đường sắt nó chạy hay không. Mà có thể nó không chạy nữa. Thì thôi mình bán cái, cũng có cái chỗ cho dân người ta buôn bán. Tôi cũng đồng ý ý kiến của anh. Hay là bây giờ tôi đi tới một bước nó tích cực hơn nữa anh ạ. Nó cụ thể rõ ràng nữa. Là mình không có sửa gì nữa. Mình không nâng cấp, mình không có chuyện nữa. Mình cứ để vậy. Tại vì bây giờ an toàn thì không có, tiến độ xây dựng thì lùi. Mà anh biết là phẩm chất Trung Quốc thì mà ta đi xe lửa mà phẩm chất Trung Quốc mà lại không có an toàn đó, mà lên Pháp nó nói thì ai dám đi? Tôi thấy bây giờ nếu mà xong có ai dám đi không? Không, một chiếc xe lửa nó dễ biến thành xe tăng. Mà xe lửa trên cao nó cũng 13 cây số là 10 năm không sao. Thế thì để cho dân người ta buôn bán. Thế thì người ta buôn bán thì mình bỏ nguyên cái kế hoạch đó đi. Bỏ đi. Còn nếu mà sắt thì cùng lắm, thì nếu mà sợ nó han gì thì bây giờ mình cắt từng đoạn bán lại cho Trung Quốc. Rồi. Thế nói thì kiểu đâu đó là duyệt. Kế hoạch như thế thì chúng tôi đồng ý duyệt. Tiếc là chúng tôi không còn đủ thì giờ. Không còn đủ thì giờ, nhưng mà chỉ đọc cái tên cái bài báo thôi, cái nhan đề của bài báo này rất là hấp dẫn này. Cho năm 2020. Mời anh Hoàng Tuấn và quý vị chúng ta cũng bình tĩnh chờ xem sự gì sẽ xảy ra. Tổng Bí thư nói là 10 đại án sẽ xét xử năm 2020. Tức là Tổng Bí thư đã có kế hoạch rồi, 10 đại án rồi. Sẽ. Mà tuy nhiên là những cái vụ đấy nó xảy ra trong những năm trước đây phải không ạ? Mà năm nay mới sửa 10 vụ anh ạ. 10 vụ năm 2020. Còn 10.000 vụ nữa thì bao giờ mới xử hết? Từ từ. Mình xử không sao thì tới đời con cháu mình nó xử. Tại vì chỗ nào nó cũng hư, chỗ nào nó cũng tối, chỗ nào nó cũng tham nhũng, chỗ nào nó cũng ăn bẩn, chỗ nào nó cũng phe nhóm, chỗ nào cũng lợi ích nhóm, vân vân, chỗ nào cũng vậy hết. Mà năm mà xử có 10 vụ anh thấy thì từ từ nợ thì con cháu nó trả thì án từ từ mai mốt con cháu nó xử. Rồi anh đừng có lo thua. Rồi cảm ơn sự theo dõi của quý vị.